Rồi xin chào mấy anh em ha. Thì em cũng mới làm xong cái lô lưỡi câu đó nè. Thì em quay cho anh em tham khảo nha. Anh em cần mẫu nào alo em nghe nè. Mẫu này là cái mẫu ó này nè, đồng điện nè. Thì em cầm tay em quay á, anh em cảm nghe nè. Lưỡi câu bên em làm kỹ lắm nghe nè. Từ mũi ngạnh khoan lỗ ha. Điện đường do nghe nè. Cái mũi nè, mũi này mũi ó nghe nè. Thì lưỡi câu bên em nó có hai loại, là một cái loại đuôi liền và loại đuôi ghép nghe nè. Thì cái loại này là loại đuôi liền ha, đó là loại xịn bên em nghe nè. Thép là thép tốt ha. Trường hợp thép bên em, anh em xài yên tâm, không có trường hợp kỹ sát nghe nè. Thép thì em mua lựa chọn nhiều lắm, nhiều loại lắm, em sau này em mới làm nha. Lưỡi câu thì em làm đó giờ em bán nhà, còn khi mà đăng clip này giới thiệu bên bán hàng bên YouTube này thì em cũng mới bán 5-6 năm nay, anh em ủng hộ nhiều lắm. Từ mũi ngạnh cho tới khoan mài giũa đánh bóng đều làm rất kỹ nha nè. Mẫu này cái đuôi ha, đuôi đặc dẹp khoan lỗ nè, đông ga nghe nè, đã lắm, lưỡi câu này đã lắm, đã lắm nghe nè. Ó ha, cái mẫu này là cực kỳ là nhạy nè nè. Mẫu này là cái mẫu mày ốc nè, nhạy lắm, kỳ ha. Cái này nó dính cái sáp móng nè, nè. Mẫu này anh em thấy nó gì cho anh em mua mẫu này nhiều, xài nhiều lắm nè. Mẫu này cá cắt bựng là lụm này nè. Mũi ngạnh lưỡi nào như lưỡi nấy ha, mũi ngạnh ha, đuôi liền nghe nè. Mẫu đuôi liền này thì giá nó hơi cao hơn mẫu đuôi ghép. Đuôi ghép thì em để làm nó mau hơn á nè. Còn mẫu đuôi liền này một ngày em làm không được nhiêu lưỡi nha, mấy lưỡi à. Bởi vì thép nó cứng nè, thép nó cứng lắm. Nè ốc ha. Còn mẫu này mẫu hầm chó này nè. Hầm chó nè. Anh em cần mẫu hầm chó alo em nghe nè. Mũi ngạnh thì anh em phải suy nghĩ ha. Thì lưỡi câu bên em làm theo khuôn chuẩn lắm nghe nè, cộng 2.2, khuôn cá 24, cá 28 luôn, cá chuẩn lắm, khuôn làm chuẩn lắm nghe nè. Wow, mẫu này mẫu Thái nè, làm vô hộp để riêng á, nhà lỡ có đi đâu công chuyện á, nhà dễ bán, tao biết bán. Mẫu này mẫu Thái nghe nè. Thì lưỡi câu mà anh em một ngày á anh em, thì một ngày em gửi hàng một lần ha. Còn mà nhưng mà anh em điện giấc sáng thì em gửi luôn trong ngày nghe nè. Còn anh em mà điện nhắc chiều thì em qua ngày sau em gửi ha. Thì em tranh thủ gửi sớm về cho anh em nghe nè. Mẫu này mẫu Thái nghe nè. Thái ha. Còn mẫu này mẫu một chiếc rùa là mẫu này đã lắm. Mẫu này đã. Mẫu này đã lắm nghe nè. À, anh thấy không? Mẫu này là anh em mua nhiều lắm. Lưỡi câu bên em là mũi ngạnh là cực kỳ là thông bén nha anh em. Cái thép là thép tốt nha. Mũi đuôi liền nè. Thì cộng 2.2 á là em bẻ dài 50 nha anh em, 50-55 á. Cộng 2.4-2.8 thì em bẻ dài 60-65. Thì cộng 2.2 với 2.4 á, cộng này em đang cầm trên tay cộng 2.8 nè. 2.2 với 2.4 thì nó mình kéo cá 2kg đô lại, còn cộng 2.8 này 2kg đô lên ha. Cộng 2.2 thì em bán giá là 200 nha anh em, còn 2.4-2.8 250. Lưỡi câu bên em là không bao phí nha nè, bởi vì hàng này là hàng xịn nha. Từ thép cho làm tới lưỡi câu này anh em về, anh em cưng lắm. Lưỡi câu này thì phí thì được khoảng hai mấy ba chục ngàn tùy theo chỗ nha nè. Rồi cái mẫu này thì mẫu này là cái mẫu số 7. Mẫu 7 ha. Anh em kêu hụt mít lâm hết chân em, bên em số 7 nha nè. Thì cái mẫu này anh em nhấp cá rừng nha. Mấy anh em trong mua mình ra mua nhiều nè. Mua ra mua nhiều nghe nè, ở nhà mua thì cũng nên xem xa thì em gửi bên giao hàng nhanh nha nè, gửi trong ngày cho anh em luôn. Cái này nhảy cá táp đó bực sốc luôn nha nè. Anh em cần mẫu nào alo em nghe nè. Mẫu này mẫu số 3 này nè. Thì cái nồng điện là bên em là em xe thép nha. Thì xe thép thì nó không có chạy tới, sau này em xài lâu thời gian nó không có chạy tới chạy lui, rồi con thép châm cá nó nhát nhát nha nè. Số 3 ha. Anh em có nhu cầu alo em nghe nè, giao hàng toàn quốc ha. Số điện thoại em để trên tiêu đề á, anh em điện số đó nhắn tin Zalo nghe nè. Giao hàng toàn quốc ha. Mẫu heo nè. Mỗi ngày là 10 anh em nên xài hết trong 6-7 anh em nghe nè. Mẫu heo đã lắm.
bên em làm cái câu chất lượng lắm nha nè. Em có nhu cầu alo em ha. Hoặc là mình có thể qua bên thằng Shopee mình mua được nha anh em. Shopee Lazada TikTok thì bên em có đang bán bên đó đó. Thì anh em qua bên đó tham khảo nha nè, nó đang nhiều mẫu lắm. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em sau nha nè.